này tập làm dân chơi với. Tít tít. Hệ dân chơi không đóng. Thế này mà đóng. Thế này. Dân chơi không ngồi như này mà ngồi như này. Yo. Hãng hàng không bay xin kính chào quý khách. Uống xong thì để đây. Bật nhạc style dân chơi. Hầm drama kiểu dân chơi. Hoa mà thiên nhiên với. Nóng thế. Muốn trải nghiệm dịch vụ như vừa rồi thì cái giá phải trả là 23,5 tỏi. 23,5 tỏi nha quý vị. Nóng đầu quá. Lamborghini Urus với ngoại thất màu xanh, không phải là xanh dương mà là xanh dương nhạt, nhẫn nhá, xanh ngọc anh em nhé. Đây là chiếc Urus được sản xuất và đặt theo dạng cá nhân hóa, khách hàng phải chờ đâu đó khoảng 6 tháng mới có thể nhận được xe. Với ngoại thất độc đáo như thế này thì em nó xứng đáng để chờ đúng không các bạn? Đây các bạn nhìn này, chiếc SUV siêu mạnh của thương hiệu Lamborghini, thiết kế cũng cực kỳ hầm hố, phần đuôi với các đường gờ, đường gân khỏe khoắn này, rất nhiều các cánh chia gió được nằm ở đây. Trên này có cánh lướt gió này, cánh lướt gió này, và cả sau cũng có các cái cánh chia gió để phân tán cái luồng gió đi gần xe. Đây là ống xả của Lamborghini kết hợp với Acura Public các bạn nhé. Đây logo Acura, logo Lamborghini, ống xả kép đối xứng hai bên. Đây cũng là một tùy chọn, không phải là trang bị tiêu chuẩn trên những chiếc Lamborghini đâu anh em nhá. Có cam lùi phía sau, có các cảm biến xung quanh xe và có cụm đèn hậu cũng thiết kế chuẩn phong cách của siêu xe, nhấn nhá theo phong cách của một em Huracan các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, thiết kế góc cạnh logo Lamborghini ở đây. Chiếc này thì cũng được trang bị bộ mâm có kích thước lên đến 23 inch và không phải phiên bản phơn capsule, tuy nhiên em nó cũng có một cái viền mâm màu cam trùng với tông màu chủ đạo bên trong nội thất của xe. Mâm này là mâm 23 inch, lốp siêu to khổng lồ 325/30 đó, đĩa phanh bên trong cũng rất to. Ở phía trên thì chúng ta sẽ thấy có ốp nhựa màu đen, phía trên là sơn màu xanh rồi các bạn nhé. Mang cá thì vẫn có cái chi tiết nhựa quen thuộc và cờ ý ở đây. Mâm trước 23 inch và lốp thì nó nhỏ hơn một chút, đó là 285/35 ZR22 ZR23. Mâm này sơn đen và cùng phanh bên trong cũng có màu cam chung với màu của nội thất luôn anh em ạ. Phanh đĩa bên trong thì gọi là siêu to luôn các bạn ơi, cực kỳ to các bạn, nhìn như một chiếc mâm của một chiếc xe bình dân. Đây chúng ta sẽ ngắm phần tổng thể của chiếc Urus này. Cái ngoại thất này da nắng phải nói là cực kỳ đẹp anh em ạ, da nắng màu nó đẹp cực kỳ luôn, nhìn mê mẩn luôn. Đỗ ở trong cái khu đô thị sang trọng và cao cấp như thế này thì em nó lại càng đẹp. Phía dưới nắp capo là khối động cơ V8 4.0 lít, công suất tối đa là 641 mã lực và 850 Nm các bạn nhá. Quá mạnh cho một chiếc SUV. Chiếc này thì thời điểm ra mắt là chiếc SUV chạy nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại thì đã có Bentley Bentayga S hay là một mẫu xe khác đó là Aston Martin DBX 707 xoán ngôi rồi. Các chi tiết cản trước được thiết kế cũng rất là ấn tượng này. Nhựa màu đen kết hợp màu xanh là đèn pha LED công nghệ Lamborghini Technicolor đó. Thiết kế rất là sắc sảo như một chiếc siêu xe chính hiệu luôn. Đây các bạn nhìn góc này đẹp không? Đó, nói nhiều, nói dài thì nói dài, có khi thành nói dại các bạn nhỉ. Nội thất của chiếc Lamborghini Urus đời 2022 được sản xuất theo dạng cá nhân hóa các bạn nhá. Nội thất của chiếc này thì có rất nhiều carbon và đặc biệt là em nó được trang bị da cao cấp màu cam theo phong cách Hermès kết hợp với màu đen và carbon, các bạn nhìn cực kỳ chất luôn. Em Urus đời 2022 này thì mới lăn bánh được 218 km các bạn ạ. Đây mình sẽ bắt đầu với chiếc vô lăng bọc da tròn có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng. Lẫy chuyển số này thì nó có cả cái tính năng đó là vào số để các bạn di chuyển giống như những chiếc siêu xe như Huracan hay là Ferrari các bạn nhé. Các bạn sẽ không cầm cái cần số này và gạt về D được, mà các bạn sẽ phải dùng dấu cộng này để cộng 1 để về D. Đó, đây ví dụ như mình đặt phanh này, mình sẽ ấn cái cộng trên đây này. Đó, nó sẽ về số 1 ở trên kia các bạn kìa. Và đây nó mới chuyển về D các bạn nhé. Còn các bạn muốn về P thì các bạn sẽ ấn nút ở đây. Ấn nút đây thì nó sẽ về P. Đó, nó chuyển sang cái đèn P này. Cái này chỉ là một cái hàng đèn thôi, các bạn cầm cái này, các bạn gạt xuống nó sẽ về R. Và đây là cam 360 của chiếc Lamborghini Urus các bạn nhé, cũng cực kỳ chất lượng và hiển thị cả 3D, cả 2D. Và các bạn sẽ đây các bạn ấn 3D ở đây thì nó sẽ hiển thị một chiếc Urus này. Và các bạn thì xoay xoay xoay, mình quay cận hơn cho các bạn xem này. Đó, một chiếc Urus và các bạn cầm và xoay xoay xoay. Đó, bạn thấy đẹp không?
chất lượng cực kỳ luôn, như trên những chiếc S-Class, như trên VinFast VF E34 và nhiều mẫu xe khác anh em nhé. Các bạn ấn một lần nữa vào đây thì nó sẽ về cái cam hiển thị rất nhiều góc. Đây các bạn sẽ điều chỉnh cái góc ở đây, cam trước này, trên trời nhìn xuống này, cam sau này, đó, rộng hơn này, cam hai bên này, hai bên nữa này các bạn này, đó, rất nhiều góc cam về 3D. Tắt camera 360 đi và về P, các bạn sẽ lại ấn cái nút ở đây. Chúng ta có rất nhiều các chế độ lái, Shada, Sport, Corsa, Sabia, Terra và Never. Các bạn vào cái chuyển chế độ lái thì các bạn cầm cái này và kéo xuống. Các bạn đang kéo xuống như này thì các bạn sẽ không gảy lên được các bạn nhé. Các bạn sẽ phải đi hết một vòng xuống Terra, xuống Never và một lần nữa là về chế độ tiêu chuẩn, chế độ Shada. Bên này chúng ta có một chế độ lái nữa, là các bạn là dùng cái Ego này này, đó, chế độ lái Ego. Các bạn có thể khóa cái size trung tâm này, điều chỉnh vô lăng, điều chỉnh hệ thống treo theo cái mong muốn của các bạn, sao cho nó thành cái chế độ individual, chế độ cá nhân hóa đó các bạn. Đó, phía dưới này chúng ta có phanh tay điện tử này, tắt bật cái cam 360 này, ấn cái này là parking này. Ở đây chúng ta có auto hold này, tắt bật cái cảm biến xung quanh xe này, nền lốp carbon rất đẹp các bạn nhờ. Hay khay để cốc này, nút khởi động Stop Engine sẽ đặt dưới cái khung màu đỏ đây, các bạn sẽ nhấc lên và ấn cái nút khởi động nhé, bỏ xuống để bảo vệ em đó. Phía trên này chúng ta sẽ có một chiếc màn hình 12,3 inch hiển thị dạng điện tử, đó, cực kỳ sắc nét luôn. Đó anh em nhìn đâu, trung tâm nó sẽ là cái vòng tua và hai bên là các cái thông tin. Các bạn có thể dùng cái view này để cài đặt các cái kiểu hiển thị ở cái màn hình phía sau. Phía dưới này chúng ta có một cần để cài đặt túi cho con trôn các bạn này, và đèn thì các bạn sẽ cài đặt ở phía dưới này các bạn nhá, ôm carbon này. Ghế lái thì chỉnh điện đa hướng và nhớ hai vị trí, ghế phụ cũng chỉnh điện đa hướng và nhớ hai vị trí. Đây các bạn nhìn thấy ghế phụ bọc da màu cam, thế là màu đen, chỉ không màu cam, tựa đầu với logo Lamborghini màu cam. Loa là loa biển đâu các bạn nhá, có hai cái loa ở trên góc này được nổi lên này như trên những chiếc Audi đó các bạn, nhìn quá là xịn sò luôn. Ở đây chúng ta có một chiếc màn hình cảm ứng 10,1 inch, có radio, media, telephone, navigator, phone app, Bluetooth, setting head, đó, user messenger. Chúng ta sẽ vào cái logo Bluetooth để xem có gì các bạn nhá. Có Lamborghini Anima, đây là cái chuyển chế độ lái này anh em này, kích mạnh vào đây một chút chúng ta sẽ có thể chuyển bằng chuyển chế độ lái trên cái màn hình cảm ứng này. Ví dụ ấn mạnh vào Coupe Sport này, ấn mạnh vào Corsa này, ấn mạnh vào Shada này, đó các bạn thích cái chế độ lái nào các bạn sẽ kích hẳn vào đây. Đó, có cả cái chế độ Ego đây, các bạn sẽ vào cái Ego để các bạn điều chỉnh ở đây các bạn nhé. Thôi bỏ qua, mình sẽ về lại cái chế độ Shada này, Home này, đó có phone, USB setting, rất nhiều thứ các bạn có thể dùng cái trên này, kết nối với điện thoại thông minh thông qua Apple CarPlay, Android Auto hay là vào Map vào đây này. Đó, các bạn sẽ zoom nó về, đó, cho nó thành cái quả địa cầu và các bạn có lại có thể xoay cái quả địa cầu này nhá. Mình rất thích xoay cái quả địa cầu này, xoay cho anh em đang ở trên cái địa cầu này chóng mặt luôn. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập các bạn sẽ cài đặt dưới này, điều chỉnh lượng gió này, lấy gió trong lấy gió ngoài, ghế trước có thông hơi và làm mát này, AC này, AC Max này, ọp này, lấy gió trong lấy gió ngoài này, hay là đây làm mát và thông hơi ở ghế bên kia. Chúng ta có các cái phím tắt ở phía trên nữa này, tắt chống trơn trượt, đèn hazard, dây kính phía trước, dây kính phía sau. Đó, toàn bộ cái cụm phía trên này anh em thấy đẹp không? Quá là xuất sắc cho nội thất của một chiếc Urus. À, chiếc này có cả HUD các bạn nhá, nhìn trên kia kìa, có tốc độ và đọc biển báo giao thông. Phía trên chúng ta có cửa sổ trời toàn cảnh luôn và có trần xe được bọc da lộn anh em ạ. Đó, bọc da lộn, không biết có phải da Alcantara không. Đây các bạn nhìn này, ôm carbon thành cửa này, da hai màu. Thực sự là mình quá kết cái quả nội thất với màu cam đỉnh cao trên chiếc Urus này, đó là cái khoang cabin anh em nhá. À, bên này có logo Lamborghini này, có ốp carbon này, đấy, ghế phụ con này, đó cũng có hai màu cam, nói chung là quá xuất sắc luôn. Anh em ạ, ngồi lên chiếc này thì không muốn xuống luôn bởi vì nó quá là sang xịn mịn và chất lượng. Đây, chúng ta sẽ vào khám phá hàng ghế thứ hai của chiếc Urus này các bạn nhá. Mở cửa ra này, nội thất cũng được bọc da màu đen kết hợp với màu cam, loa biển nâu này cao cấp này, xịn sò của tập đoàn Volkswagen hay là Audi luôn các bạn nhé. Ốp carbon ở đây này, ghế sau thì là chỉnh cơ các bạn nhé, ba vị trí ngồi rộng rãi, nội thất bọc da kết hợp giữa màu đen và màu cam, chỉ khâu cũng có màu cam, có đục lỗ thông hơi ở hàng ghế sau. Đây các bạn nhìn này, ba vị trí ngồi dành cho khoang sau, tựa đầu cũng có logo Lamborghini màu cam. Vị trí giữa này có một chiếc bệ thịt tay, đó các bạn mở ra nó sẽ là một cái bệ thịt tay rất chắc chắn, có hai cái khay để cốc nằm ở phía trên, đó không dùng đến thì các bạn gạt nó xuống và đưa nó lên như này. Với chiếc Urus này thì nó được trang bị thêm hai cái màn hình giải trí gắn tại tựa lưng hàng ghế trước. Đây anh em nhìn thấy xịn sò chưa? Như trên những chiếc SUV sang trọng và cao cấp luôn. Hàng ghế sau cũng có cửa gió điều hòa, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Chúng ta có hai khay hai cái cổng sạc USB, một cái trục dẫn động nhô cao lên. Chiếc này cũng đã được chủ nhân bổ sung thêm một cái thảm lót sàn rất chắc chắn. Có một cái cổng sạc 12V dạng tẩu thuốc ở đây này. Đó, toàn bộ cái không gian khoang cabin anh em thấy xịn sò không? Phía trên thì có da lộn và cửa sổ trời toàn cảnh em nhá. Đây các bạn nhìn này, hai cái ghế ngồi thiết kế rất đẹp và cũng được trang bị rất nhiều các tính năng cao cấp. Logo Lamborghini xuất hiện tại bầu cửa ở đây. Đó, toàn bộ không gian khoang cabin, ghế này thì chỉnh cơ, anh em thấy gập xuống và ngả ra ở đây này các bạn này. Đó, toàn bộ không gian. Hàng ghế thứ hai thì chính xác hơn anh em nhá. Sets me free. Oh, it's wrong. I can't think right. I love the better below you. Tell myself that this is the last time. Oh, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I hurt myself.
Would you cut me down?